Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, hiện nay việc mở rộng nâng cấp tuyến đường 30 tháng 4 thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này vẫn diễn biến phức tạp. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 28 tháng 5 trên đường 30 tháng 4, đoạn chạy qua địa bàn phường 12 thành phố Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 15 phút, xe khách do tài xế Bùi Anh Tuấn, 47 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển lưu thông trên đường 30 tháng 4 theo hướng từ phường 12 về cầu Rạch Bà. Khi đến trước số nhà 1299 thì hút vào xe máy mang biển kiểm soát 72S98297 do ông Nguyễn Văn Tầm, 61 tuổi, trú tại phường 12 điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Xe khách đã cuốn xe máy này vào gầm và kéo đi khoảng 30 mét. Sau đó, chiếc xe khách tiếp tục hút văng một chiếc xe máy không có biển kiểm soát kéo rơ móc chở rác do ông Phan Đình Tiểm, 58 tuổi, trú tại phường 11 điều khiển, đang dừng phía trước bên phải theo chiều lưu thông và một xe mô tô khác đang dựng trên vỉa hè. Hậu quả làm ông Tiểm tử vong, ông Tầm bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe khách đã xuống xe rời khỏi hiện trường. Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho biết chiếc xe ô tô gây tai nạn là xe khách giả nhãn hiệu của xe khách Toàn Thắng. Hiện nay, tuyến đường 30 tháng 4 đã được mở rộng, mặt đường đẹp và có giải phân cách. Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo ghi nhận, vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, nhưng nhiều người điều khiển xe mô tô vẫn ngang nhiên lưu thông ngược chiều đường để rút khoảng thời gian lưu thông. Còn vào những lúc vắng người qua lại, không thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông, thì các tài xế thi nhau phóng nhanh vượt ẩu. Đây là nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn va chạm giao thông trên tuyến đường này thời gian qua. Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, trên đường 30 tháng 4 đã xảy ra 32 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 5 người. Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người cùng tham gia giao thông trên đường, mỗi một người dân cần chấp hành đúng luật giao thông đường bộ. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 9 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương tăng 1 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, 1 vụ do vượt quá tốc độ, 1 vụ do lưu thông không đúng phần đường, 2 vụ do không nhường đường, 1 vụ do không giữ khoảng cách an toàn, 1 vụ do không chú ý quan sát. 5 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông gần 1.150 trường hợp. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.156 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 670 triệu đồng. Tạm giữ 221 xe mô tô ô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 90 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.